Và bây giờ là tập 2 nha quý vị. Em chưa bao giờ mà lên livestream mà em nói không thẳng về vấn đề. Em không có dành do, không có là mà thêm mắm, thêm muối, bớt bột ngọt. Có làm sao thì em nói như vậy. Mong mọi người hôm nay vào xem và cho em một lời bình luận để em đáp trả những lời mà chị yêu của em, chị Tiêu đã dành cho em. Cái live stream hôm qua, live stream hôm qua đó mọi người. Mọi người vào xem đi, cỡ 1.000 người em sẽ kể nha. Tại vì giờ em muốn đợi cho cái số lượng người xem của mình á nó đông đủ á, mình kể sẽ không có ai mà vào. Cái kể lại từ đầu đi chị, chị không có sức có hơi để chị kể lại từ đầu đó các em. Tại đứa chị chua mắm em kem đổ em trơn rồi đó. Hello mọi người nha, gần 1k rồi mọi người ơi. Xem clip ra giùm em đi mọi người. Thật sự luôn là em không bức xúc, nhưng cái nào mà nó khó hiểu thì em phải nói thôi mọi người. Còn em không có cần mọi người tới bên em, nhưng mà mọi người cũng có xem cái livestream hôm qua của em nói về chị Tiêu là tóc cho em bị rách đó mọi người. Hôm nay em sẽ đáp trả những gì mà chị ấy đã lên livestream dành cho em. 500 người rồi, lên đi, lên đi. Lên đi mọi người. Bảo đi lên đi mẹ. Hôm nay cái mặt trắng gì ta, nó sắp chết quá. Kệ nó, thảm họa của nhan sắc mà, đâu sao đâu chị. Dạ trước tiên á, là em kính chào mọi người nè. Em kính chào Thảo Nhi Lê. Và em chào người chị thân thương của em đó là chị Tiêu. Em chào chị. Hôm qua em livestream á, chớ hề trong livestream của em một từ nào chửi chị, hoặc là một từ nào nặng nhẹ về nhan sắc của chị, cũng như ảnh hưởng đến chén cơm manh áo của chị ha. Chị lên livestream chị nói như thế nào, chị kêu bằng nó. Trong khi á, em thừa sức. Chị thấy không, hồi đó giờ em chửi ai là em chửi thẳng. Em không có cần phải nịnh. Nhưng gì, thứ nhất em nể chị, thứ hai em có tình cảm chị em với chị, nhưng không hẳn là chị làm sai. Em sẽ im và em chịu đựng. Cái chuyện thật sự nó rất là nhỏ, nó rất là rất là bình thường. Nhưng tại vì mình không có ngồi xuống nói chuyện với nhau được. Khi mà em đưa ra cái điều kiện của em là chị phụ em một miếng, phụ em một ít tiền, thì chị lại nói là em bắt đền chị. Chị à, cái quan điểm bắt đền là của chị. Còn em chỉ xin tiền, giống như là em là người xin chị á, xin chị phụ em một ít. Hai cái đó nó khác nhau hoàn toàn đúng không chị? Đâu phải là em kêu chị đền bộ tóc giả cho em đâu. Mà chị lên chị nói là con đa nó. Dạ em nhỏ thì chị kêu nói em cũng chấp nhận đi. Nhưng mà từ cái đầu livestream của em cho tới cái lúc livestream của em kết thúc, em có bao giờ nói nặng nói nhẹ hoặc là bất kính với chị hay không? Chưa bao giờ. Người đó là người thân của em, chị cũng là người thân của em vậy. Nhưng mà trên cái cương vị là khách hàng mà chị nói những lời trên livestream của chị như vậy á, thì thật sự là chị đó là chị chửi em đó. Chị nói là Linda nó chửi hai vợ chồng mình nè. Chị ơi, cái phần này em hỏi chị nè, em có bao giờ lôi cả chồng chị vào không? Em chỉ nói chị Tiêu và anh Tiến, nhưng mà em không nói gì chồng chị hết. Tại vì chủ yếu là chị làm cho em thì em nói chị thôi, chứ em đâu có lôi vợ chồng gì vô đâu chị ha. Mà sao á, chị lớn quá, chị ác mồm ác miệng quá vậy. Chị nói chửi người này người kia mất vào tù. Bộ chửi ai cũng vào tù hả chị? Mà cái chuyện vào tù đâu liên quan gì đâu. Cái này là cái mâu thuẫn xích mích. Bây giờ nè, thay vì chị lúc đó chị bình tĩnh, chị ngồi xuống nói chuyện với em để đưa ra hướng giải quyết á, không bao giờ chết em cũng không bao giờ lên livestream em la vậy. Tại vì mình là người quen, người thân, khách hàng 10 năm của chị, dù hèn cũng thể. Thay vì chị dành một ít thời gian chị ngồi xuống nói chuyện với em đi, chứ bắt gì chị lên livestream chị chửi em. Nếu mà chị giải quyết đố cha em lên livestream em nói này nói kia, trong khi like của em mọi người coi từ đầu tới cuối chưa bao giờ có một tiếng chửi thề nói tục hoặc là bạc sát về nhan sắc của chị. Vậy mà cớ sao chị lại dành cho em những lời nó cay độc như vậy? Chị nói em là con thảm họa nhan sắc. Sao cái lúc chị em mình vui vẻ đó, chị không chê thẳng cái mặt em? Em mới nể chị. Mà cái chuyện liên quan tới vấn đề nhan sắc với cái vấn đề bộ tóc mà chị làm rách cho em á, chị đừng có nói là rách tí xíu, có rách là rách. Làm sao tí xíu? Tí xíu em bỏ qua rồi. Em nói chuyện rất là lễ phép lịch sự với chị. Mà chị lên đây chim 2 giờ khuya, chị nói mình hôm nay mình rất là mệt. Chắc em không mệt hả chị? Chắc em không buồn, em không mệt hả? Nếu chị mệt quá để sáng chị like, trưa chị ngủ dậy chị like.
Trời ơi, có đâu mà chị vô chị chửi không còn cái gì hết. Ba hồi chị nói em chửi chị, cái ba hồi chị nói nó không có chửi, nó chửi vợ chồng mình này nhưng mà nó không có chửi. Ủa làm sao chị? Mình lớn rồi mình có cái định kiến của mình nó phải rõ ràng chứ mọi người. Tự nhiên nó chửi vợ chồng mình này, cái con Linda. Chị mép chồng chuyện chi vậy? Em đổ lâu chồng chị vô đâu chị mép. Nếu mà thật sự luôn, nếu mà người thân trong gia đình á, bên chị thì em nghĩ là thì phải bên rồi. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà một người công tâm sẽ bên cái đúng, chứ không ai mà thấy sai mà bên hết. Và cái chuyện của em với chị á, thì chỉ có chị với em có tư cách nói chuyện với nhau thôi. Chứ còn những cái người mà cho dù là chị em được thì của chị cũng không có được nói ra nói vô nữa, đổ nước đổ gì đổ dầu vào lửa như vậy. Trời ơi, nhắm cảm thấy á, mà không nói được cái lời tử tế á, thì cũng đừng hả đả kích để cho mà có chuyện, để cho em phải lên livestream em nói. Chị nói sao? Chị nói chị không có dặn để like, tao like mày phải coi. Đúng rồi, em phải coi, coi chị nói cái gì chứ. Cả đêm hôm qua em vô em soi Facebook của chị đó, thì em mới thấy livestream của chị. Hồi xưa chị chửi Bánh Quá Xanh dữ lắm mà. Ủa mà sao chửi Bánh Quá Xanh vậy? Bánh Quá Xanh bắn mắt lên Ford. Vậy hả? Ừ. Không, nếu mà vậy thì ra chợ mua. Chị biết Ford như vậy, mà tại sao chị lại làm sai với em mà chị còn lên chị chửi em nữa, trong khi con này rất nhẹ nhàng với chị. Em rất là nể chị, rất là nể anh Tiến. Em chỉ nói vậy thôi nha, chứ em không có nói gì chồng chị hết. Em tức, đúng ra em sẽ không lên livestream này nữa đâu. Mất công rồi, chị nói là em nhờ fan áp đảo. Chị ơi, nhờ fan áp đảo là chừng nào mà em xúi mọi người vô chửi chị á, cái đó là fan áp đảo. Còn cái này chị có thể ngồi nói chuyện với em để đưa ra hướng giải quyết. Bây giờ đơn giản cái lượng em nói cái đó em sửa khoảng 700. Thôi chị phụ em được cỡ 200-300 chị phụ. Đó em nói thẳng như vậy mà. Chứ em đâu có kêu chị đền cái bộ tóc cho em đâu. Mà chưa gì chị cứ ngắt ngang. Ai bảo anh một người nói bình thường, một người ngắt ngang không, không có đền. Cái này không phải là lỗi của chị. Chị không chịu trách nhiệm. Lại làm sao em nói lại chị. Đúng không mọi người? Một con cua với một con cá. Nhưng mà em có nhớ ngay cái lúc em đưa cái đó là có đưa còn nguyên không, hay là có bị rách nứt gì không? Thật ra cái tóc nó không bị gì hết á. Nó chỉ là nè, cái tóc nào nó cũng có một cái lằn ngang như vậy nè. Đó, em không có nói chị cố ý, đâu có ai cố ý để làm cho mọi chuyện nó nghiêm trọng. Đúng rồi. Thì em thấy rách, em nói em đã điểm liền. Em điểm liền lúc đó, chị ơi rách của em nè. Vậy mà hả, nói là ở này chị không biết. Nhưng mà mới đầu còn nói chuyện đàng hoàng, cái lúc mà xuống ngày sau trả 250 đó mới nói là cái này của em xài mục rồi, hồi nào thì chị đụng vào nó đấy, chị không chịu trách nhiệm. Nói như vậy là quá ngang ngược chị, cái thật sự nói như vậy là quá ngang ngược. Có đụng vào có rách của người ta, ủa chị muốn ăn đủ, thấy không, chị muốn ăn đủ làm tóc lấy tiền người ta, chị đâu có mà nhân từ mà chị cho người ta đâu. Chị bớt 50 chứ chị cũng đâu bớt nữa, nó là tự chị bớt. Chứ em đâu có hả, này nọ lợi chai bia. Nhưng mà bớt thì bớt, nhưng mà làm hơn. Bớt là một chuyện. Nhưng mà bị rách một chút xíu như vậy, mỗi người một ít đi. Tình cảm chị em biết bao nhiêu năm nay, hỏi ra làm cái gì. Uống giả, dũi giả, uống thiệt cái gì. Cũng xuống làm hết trơn á. Mà mọi người nghĩ đi, mà bà nói là em á là chỉ nói là em á là chắc là nhờ cộng đồng mạng để áp đảo mà. Trời ơi, không có chuyện đó đâu mọi người. Cái này em gì không được thì chị ngồi xuống nói chuyện với em, nên em phải lên mạng, em phải nhờ mạng xã hội. Chứ thật lòng em không muốn làm mọi chuyện lớn gì hết á. Chuyện này ở đâu là cái gì đâu mà phải lớn. Trời ơi, chị lên chị nói gì đúng rồi. À, chị ngủ chưa? Nếu chưa thì lát chị lên livestream chị đáp trả em đi. Thiệt, em không có như chị mà lên mà lôi cái mặt mày người ta ra. Rồi em không có bao giờ mà lên mà nói chửi người này người kia đi tù. Đi tù là phạm trọng tội thì chị. Hoặc là chửi những cái người mà tự nhiên người ta không có chặt rễ tới mình á. Không, ủa giờ nó chửi em, không lẽ em không lên đây chửi nó được. Em đâu có tự nhiên mà chửi ai đâu chị. Chị ơi, mình lớn rồi, mình nói đi á, mình cũng phải nghĩ lại. Ai đời mà tự nhiên mà em lên đây chim. Thay ngồi xuống nói chuyện nhỏ nhẹ với em đi Đa ơi. Bây giờ em muốn như thế nào, em muốn chị đền như thế nào, hoặc chị phục em như thế nào. Nó quá đơn giản, mà lúc đó nếu mà nó nói nổi nóng cũng không có gì nổi nóng á chị. Em bị em của chị nó ca lên cái đó, trời ơi chắc ở đây cần làm. Ca làm sao? Hối ta chia tay từ đây chấm dứt không vậy. Vậy đó, rồi im. Mà sao lúc đó em xin chị không nói vụ đó đi. Chị không nói cái vụ mà em chị nó ca ngạo em gì đó. Rồi chị nói em á là
thảm họa nhan sắc. Chị ngắn lòng rồi. Em á, nói thiệt với chị, cho dù hèn cũng thể, cái vấn đề nhan sắc của em nó không có liên quan tới cái bộ tóc mà chị đã làm cho em ha. Chị nói cái nào đúng cái đó thôi, chị đừng có lôi những cái khuyết điểm ra chị nói vậy. Ví dụ như bây giờ đó, người ta vô người ta chê chị một câu nhẹ thôi, chị buồn không? Mà còn cái này chị lên chị nói như vậy, thảm họa nhan sắc. Cái gì? Nói lại cho. Thảm họa nhan sắc. Thay vì á, là cái lúc mà chị em mình á, nó còn vui vẻ đó, thì chị không ngồi chị nói với em ơi, dừng lại đi, xấu lắm rồi, em là thảm họa nhan sắc đi. Sau đó chị khen em chứ vậy. Thương nhau á hả, quả bù hòn cũng ở gì, thương nhau gì? Thương cái lồng quê. Ờ cái gì đó, ghét nhau rồi cũng bù hòn, quả bù hòn cũng méo là vậy đó. Nói chung nha, em nói chị cho chị nghe nha, cái livestream này nè, không có một lời nào xúc phạm hoặc nặng nhẹ gì hết. Nhưng mà em chỉ nói với chị rằng, có thể lúc mình nóng, mình nói những lời khó nghe, nhưng sau đó mình phải biết suy nghĩ chứ chị. Chứ không lẽ giờ em bị rách, cái tự nhiên cái em chịu đựng, vừa tốn tiền nhộn mà vừa tốn tiền lên sửa lại. Đâu có được chị. Bây giờ nó 100 ngàn chị cũng phải chưa với em nữa. Cái nào rõ ràng. Trời ơi, nó có phải rồi gì vì một cái như vậy mà lên cái tự nhiên chị mất một người khách như em không chết. Chị thấy không? Đâu phải là em lên em nói chị là tránh xa tiệm ra. Chưa bao giờ em lên em kêu gọi mọi người tránh xa cái địa chỉ này ra. Em chào chị Phương Phan Anh, thương nhau củ ấu cũng tròn ghét nhau, bồ hòn cũng méo, đúng rồi chị. Nãy em cứ như em nói vội quá đấy, em nói lẹo. Đúng không chị? Thật sự chị suy nghĩ lại đi, em có hổn thiệt. Thậm chí mà nhiều khi mà em xuống qua tiệm chị lúc trước kìa, lúc trước chứ giờ cũng ít lắm, lúc trước mà khách mà này nọ với em cũng chửi lại đó, nhưng chưa bao giờ em thất lễ với chị cả. Có gì em cũng nói từ từ với chị ha. Em đã nói câu em thương chị là em thương chị, nhưng không phải thương chị mà tự nhiên dạy cho em yên. Trời ơi, thử mà đứa nào đã làm chị nửa tóc cái kêu thôi ngừng lại đi, làm nữa thôi trả 50 ngàn để rồi đi về, rồi thử coi chị, chắc chị để yên. Mà thử như chị mà xài để tóc, chị đâu có xài tóc giả đâu, chị biết mình cái độ cái sự thương yêu của mình dành cho nó như thế nào đâu. Trời đất ơi, hồi nào giờ là chưa bao giờ mà em mà thất lễ với chị hết trơn. Cho nên giờ em khuyên chị nên suy nghĩ đi, trước khi mình nói cái gì á, mình coi người ta có tổn thương hay không, mình coi mình nói đúng hay sai. Mình có thể lừa dối mọi người chứ không thể nào lừa dối lương tâm mình được đâu chị. À quên nữa, cái tóc của em á hả, em mới mượn tiền được rồi. Để vài bữa nữa em lên em sửa lại với chị. Em không cần chị phải phụ em gì nọ đâu, tại vì muốn phụ chị đã phụ từ đầu rồi, không phải để nó lài nó ra nó vô vậy. Chị làm có tâm lắm. Em còn lên em nói mà, em nói chị làm đẹp đúng không anh nhớ hôm bữa đây chị nói đàng hoàng, em nói là chị làm rất đẹp, chị cái làm màu, rất đẹp cái màu đều chứ em đâu có phải mà em lên em nói là thôi chị ơi, đừng mọi người tránh xa cái địa chỉ này ra, tránh xa cái địa chỉ này ra. Trời ơi, em đâu có thất đức gì vậy đâu chị. Mà em cũng đâu có đụng chạm tới mấy cơm manh áo của chị đâu. Em chỉ đang nói về bộ tóc của em và cái chén cơm manh áo của chị. Trừ khi mà em kêu gọi mọi người tránh xa cái tiệm chị ra, chị hãy nói như vậy. Tự nhiên chị nói đụng tới chén cơm của chị. Làm gì có, chị thấy hôm qua mấy ngày qua ngày sau cái chị đăng khách nầm nộp. Trời ơi, không lẽ gì một cái chuyện của em, người ta coi cái người ta bỏ tiệm chị cũng. Người ta cũng phải có nhu cầu người ta làm. Không đâu, nếu mà anh bỏ tại vì không có tâm, cái tâm nó không có tốt á. Nhưng mà em thì không có nghĩ là em đâu có một câu nào em kêu là thôi mọi người đừng đến chỗ này. Em chỉ tập trung và thấy mạnh vào vấn đề tóc em hư vậy thôi. Mà chị nói là hả, hư màu thì chị mới chịu trách nhiệm. Trời ơi, chị làm rách ta cái chị, ta chịu trách nhiệm. Ồ, chị nói vậy tự nhiên chẳng khác nào chị nói em có lỗi sao. Em có lỗi hay không, mọi người xem livestream của em hôm qua tới nay mọi người sẽ hiểu. Chứ em không có phân trần, nhưng mà tại vì chị lên á, chị nói những cái lời trong livestream của chị nó nặng quá, nó làm tổn thương cái nhan sắc của em quá. Em xấu thiệt đó chị, em thảm họa nhan sắc thiệt. Nhưng mà chị phải nhìn lại mình chứ, dù sao em cũng đỡ hơn chị. Thật sự đừng có chê người ta chị ơi. Mình có con cái nhỏ nè, mình phải để rước cho con cái mình, chứ không thể nào mà mình đi nói người ta vậy là mình mang lại được hạnh phúc cho mình cả ha. Và chị nên nhớ rằng hai livestream của em nói chuyện rất nhỏ nhẹ với chị. Thậm chí trong nhà chị em cũng không muốn lớn tiếng, tại vì chị nói vậy rồi em đâu nói lại chị đâu, đúng không?
cho nên là em chỉ mượn livestream để em nói thỏa thẻ với lòng em vậy thôi, chứ cái livestream này là không phải là em muốn chị phụ tiền gì hết đó. Có đâu, ôi tiền mà nay có mai hết thì chuyện bình thường chị ơi. Có tài mà không có đức thì cũng vô vị lắm, cũng không có ý nghĩa gì đó chị. Dùng những lời lẽ vu khống chê bai người ta. Nguyễn Hà My nè, hello em, hello tôi hạnh phúc nha. Mọi người ơi, thật sự thì em mong muốn là mọi người đừng có vào Facebook của chị ấy mà giống như chị ấy nghĩ là em sẽ kêu người vô để chửi. Không có, em có rảnh, em chỉ nói đúng cái vấn đề em đang gặp. Mà chị nói như vậy để em coi mọi người nói như thế nào. Cái ý kiến của dù sao mọi người ở ngoài nhìn vô cũng khác tốt hơn hết á. Và chị nói em á, đừng có cầm cái bộ tóc lên mà nói. Nó chị nói cái ý đó. Trời ơi, bộ tóc em nó rành rành vậy đó. Em đưa ra chỗ nào rách đó người ta không thấy hả? Nó rành rành vậy rồi. Lúc mà em nói chị đâu có chịu đâu. Em nói rất là nhỏ nhẹ luôn. Em chưa chịu. Em nặng lời với em chưa bao giờ nặng lời với chị hết á. Chị kêu ơi, mai mốt mà em đi mai lại em sửa lại á, bao nhiêu chị phụ, bao nhiêu chị phụ. Trời ơi, giống như mình xin nó luôn vậy đó mà bà còn ơi, cũng mệt. Nói chung là tiếc cái gì chị biết không? Tiếc cái tình cảm chị em mình đó, đẹp quá. 10 năm nay, từng 10 năm chị biết em từ lúc còn nhỏ mà. Thấy nó không có đáng, đúng không? Với lại làm chị thấy hạp nên là cũng thân thiết chị đó. Nhưng mà bây giờ thì chị không làm chị em nữa. Em vẫn có chỗ khác làm. Và em không xuống chị, không bao giờ chị bị thất thoát. Không bao giờ chị bị thất thoát gì về kinh phí và chén cơm của chị đâu. Cái chén cơm của chị và cái vấn đề em đang gặp hoàn toàn khác nhau. Trừ khi mà em lên em kêu là đừng bao giờ lại chỗ này làm ghê lắm ghê lắm. Em vẫn nói là chị làm ok nên mới làm. Không ai mà làm không tốt mà người ta làm mình 10 năm chứ. Đúng không chị? Suy đi á, mình phải nghĩ lại. Ha. Nói nhỏ nhẹ cho chị nghe vậy đó. Chứ cần chị còn chị muốn đáp trả em á, phải không? Khuya thôi chị ngủ đi. Tại vì em biết là cuối tuần chị cũng mệt đó. Hồi sáng chị quay khách đông em cũng mừng cho chị lắm luôn đó chị. Thế có livestream hả? Thì nói nhẹ nhẹ là khách vẫn đông nhờ vào chữ tín á. Cái đó là cái chuyện của chị. Em không có nói gì uy tín gì đây hết á. Em chỉ nói vấn đề của em thôi. Chị làm uy tín người ta mới kéo lại, người ta ủng hộ chị mà. Thôi mà cái người mà làm dở mà cái tâm không có đúng cũng không hay. Sao lúc mà đâu mới quen biết với nhau sao nói cái mặt chê cái mặt xấu như cái lộn ta đi. Quên. Giàu ghê vậy tới lúc tới lúc đổ bể rồi cái chê cái mặt như là gì. Nhưng mà chê cái mặt chi cho nó. À chị Hiển ơi, em đang nói chị Tiêu làm tóc ở trong đường số 78 gì nè. Trời em buồn ghê á. Buồn em mới như này nọ đó chị. Lát chị có đi đâu không chị Hiển? Em ra chơi với chị. Mọi người ơi, mọi người đừng đả kích nha. Em chỉ nói, em đáp trả là những gì mà những lời là quá cay độc của chị ấy dành cho em. Thứ nhất là chị nói chửi ai cũng vào tù. Ôi trời ơi, cái nào đúng cái đó thôi chị. Nó tùy mức độ nữa chứ đâu phải chửi ai cũng đi tù. Mà thật sự, chửi ai chửi chưa bao giờ chửi chị nha. Chưa bao giờ chửi chị nha. Chị đừng nghĩ là lên livestream nói như vậy là để phá hoại danh dự của chị. Không. Tự nhiên em phá hoại à? Không hề phá hoại. Cái phá hoại với lại cái mà ngồi mình đang kể cái sự việc của mình bị như vậy để cho mọi người á nói cho chị tỉnh ra chứ để chị đúng em sai. Hello Hữu Nghĩa, chào con. Mọi người cũng đừng có, nói chung là cũng đừng có áp đảo chị ấy quá, bắt công chị ấy nói là em lên livestream này nọ đó. Dù sao chị em mình cũng có tình cảm với chị ấy, chị mất đi cũng hơi buồn. Chưa bao giờ em nói gì đề cập tới chồng chị nha, chị nên nhớ rõ là như vậy. Ha. Rồi chị nói ba hồi chị nói em chửi vợ chồng chị, ba hồi nó không có chửi. Lớn được có tránh tiếng rồi đi chị ơi. Coi như phúc rồi. Nói chung là em nói nhẹ nhàng vậy thôi, em không có nói gì mà để cho chị thấy khó chịu, nhưng mà chị nói người ta được á. Quên nữa trời ơi. Cái mặt ngon vậy. Ui. Quên nữa. Để tôi nhớ tôi nói gì nè. Mà chị nói gì em quên mẹ. Em lẽ mở livestream để coi. Đỏ cho chị mượn cái livestream coi hả? Bảo. Em mở qua tay của chị đi. Em mở qua tay của chị giùm đi.
mọi người ăn tối chưa nè? Tự nhiên đang nói thắng khang quên á, chưa thuốc mê nhiều quá quên, mau quên á. Thì thẩm mỹ nhiều quá. Mỹ hư á, tiệm mặt bị hư mà. À, chị nói em là khẩu ba hồi thì chị nói là khẩu Phật tâm xà. Ba hồi chị nói là khẩu xà tâm Phật. Trời ơi chị ơi, chị nói sai rồi. Em là khẩu xà tâm xà luôn đó. Mà đúng người đúng chuyện chị ạ. Ha. Mà ủa, hồi nào giờ như nếu mà nói về khẩu khẩu Phật tâm xà thì nó cũng chẳng liên quan gì đến cái chuyện này cả. Ai mà không có cái tốt, ai mà không có cái xấu chị. Khẩu xà tâm xà, khẩu Phật tâm xà là nói bả đó. Đâu có ai tự nhận mình là khẩu xà tâm Phật. Đâu có ai tự nhận mình là khẩu Phật tâm xà. Ai giao tiếp thì sẽ biết. Còn chị đừng có nói em là chị còn nói em là loài rắn độc. Em mổ chị lần nào chưa? Chạy độc lần nào chứ mà chị nói là em là rắn độc. Trời ơi, có cái chuyện vậy không á, là như em làm cái gì mà nó ảnh hưởng mà lớn lao lắm thì dùng từ rắn độc. Em có xuống nhà chị em trộm cắp gì không? Hoặc là có chôm chĩa gì không? Không, đến lúc mà cái máy sấy thì hai chị em mình đổi với nhau luôn mà chị hiểu rồi. Không, đến mức chị đó, mua máy sấy này thấy nhẹ quá xuống rồi, em đổi về chị đó. Hỏi chuyện bây giờ không đáng đâu cái gì. Sửa riết nhìn đẹp hết hồn, phải đẹp chứ cưng. Trời ơi, chứ lẽ xuống như cưng hoài cưng. Nhìn lại mình chưa? Có duyên ghê á. Ủa, quên mẹ rồi nè anh. Nay là em nói không phải là em kính chuyện hay là em gì nha chị nha. Em nói nhỏ nhẹ dễ nghe. Mọi người ơi, có một cái bay Linda giả em á, hay vô mấy cái Miss Universe đồ chửi người này người kia, không phải của em nha mọi người. Cái của em, trời, em chỉ đi bình luận vui. Còn cái nào nó quá đáng là không phải. Tại vì bây giờ em có đổi hình đại diện cỡ nào nó cũng đổi theo em, nó phá người này người kia hết. Hôm qua Trân Đài Lai, hôm qua em kia ta. Hôm qua hay hôm kia Trân Đài Lai Chim nó cũng vô nó chửi khùng chửi điên. Mà không phải em. Thật sự, nếu mà của em là em không có, em có cái giới hạn, em không có bao giờ mà vô chửi người này người kia hết. Thật sự luôn. Chỉ có hồi xưa là tụi nó ghép em gì này nọ rồi đó. Ghép em vô hào quang của người khác thì em buồn, em nói rồi thôi chứ không có gì. Chuyện nào mà tiêu cực với em mới lên tiếng thôi mọi người. Mình con người mình phải có lúc mình trầm tĩnh mình để mình phán xét những cái gì đó chứ. Bây giờ anh tua là những cái vấn đề mà nó nhói lòng. Nhưng mà chuyện hôm nay mình quá độc mộc đấy. Cách đây khoảng 1 tiếng 2 tiếng gì đó là cái con Linda mọi người biết rồi, nó nói là vợ chồng mình, nó kêu đích danh vợ chồng mình. Đâu có, em nói mình chị hả, đâu có nói gì tới chồng chị đâu ha. Và nó nói là mình làm hư cái đầu của nó, làm hư cái tóc dạo của nó. Em có nói hư rách, em nói rách chứ em có nói hư hết cái đầu ha. Đó, mình bực bội trong người vô cùng. Vậy chứ em bị rách tóc hay không bực hả chị? Đúng không chị? Thì em đã nói chuyện với nhau ở đây xong rồi. À mình đâu mà xong, đang nói chuyện chị cứ một mình chị la cho em im, em biết làm gì, tắt xe về thôi chứ giờ sao? Ha? Biết đường đi nước bước của nó. Đường đi là sao chị? Thì mình bước xuống mình xuống mình nói trao đổi với chị không chịu thì thôi. Chứ đường đi nước bước gì? Chị hay quá là hay hơn em nữa. Đó, hôm nay mình làm việc rất là nhiều. Cơm không có thời gian mà ăn. Một ngày hôm nay mình chỉ ăn có một chai bơ và một vài cái miếng cơm cháy thôi. Mình làm việc đến đêm rất là mệt. 7 giờ tối, khoảng 7 giờ tối nó ghé ở đây. Cách đây mấy ngày là nó có đưa cái tóc giả đến cho mình làm. Vừa nãy nó đưa lên mẹ, mình nói xin lỗi nha. Mình gọi nó bằng nó. Tại vì nó đã đưa vợ chồng mình, kêu đích danh vợ chồng mình lên này. Không có, có nói của mình chị à. Chị nhớ lại đi. Nói anh Tiến chứ cũng đâu nói là anh Tiến là chồng chị gì đâu, hiểu không? Nhưng mà chị trực tiếp chị làm cho em, chị nhận cái ca của em thì nói chị chứ em đâu có nói gì tới chồng chị đâu. Để nó chửi. Không chửi nha. Nó không chửi. Chị coi lại đi. Ba hồi chị nói chửi, ba hồi chị nói không, nó không chửi. Làm sao? Có chửi không? Chị phải xác nhận là em đang nói chuyện lịch sự với chị. Và em không hề kêu mọi người phải chay hay là không đến quán chị hết. Em chỉ nói là em bị như vậy mà chị không chịu giải quyết với em. Nha chị.
ấy. Nhưng nó nói cái kiểu cách của nó, mình chỉ nghe đúng một lần thôi, là đứa em gái mà nó đưa cho mình nghe, mình nghe một lần thôi nhưng mình hiểu ấy, nó muốn cái gì, thì hiểu cái gì nó lưng. Muốn cái gì ở trên này, muốn gì thì nói vậy thôi chứ muốn gì trời. Nếu ai thông minh người đó sẽ hiểu, ai mà không thông minh chị không có nói nhiều. Nhưng cái chuyện hôm nay nó đã đụng đến chén cơm của mình. Không hề nha nè, đụng chén cơm là trừ khi mà em với chị á, em xích rất mạnh, nói ngang nói ngược, em kêu mọi người tẩy chay hay là không lại tiện chị, cái đó là em mới đụng cái chén cơm của chị. Nhưng em nói là chị làm được, chị làm ok nên em mới xuống làm gần 10 năm. Chứ có ai mà là không làm cho mình hài lòng mà tự nhiên mình xuống hoài vậy đó chị. Chứ làm gì đụng cái chén cơm chị đâu. Chị nóng quá, chị nói hơi xa rồi đó. Nó nói là mình làm hư cái đầu của nó. Sai. Mình làm cho nó rất là nhiều cái đầu giả, chứ rồi, không phải chỉ đúng cái này đâu. Nhưng cái miếng, cái đầu giả này của nó đã cũ rồi, và nó đã có sự xước xước ở ngay cái khúc mà nó. Cho dù nó có xước thiệt, cho dù nha, nhưng mà nó không xước nha, cho dù nó có xước thiệt, chính vì cái xước chị phải nhẹ tay, hoặc chị chụp hình lại, chị nói nè đa, nó bị vậy nha, mình chị em mình không có nói được. Rồi em giải thích cho chị nghe nè. Chị nói chị làm em mấy cái đầu rồi đúng không? Làm mấy cái đầu rồi không bị gì hết. Cái này bị là tại em cũng giải thích cho chị nhẹ như vậy. Có nghĩa là mấy cái kia á, em chỉ làm từ, ví dụ uống em cũng uống từ đây xuống thôi. Nhiều khi nhộm á, thuốc nó nặng quá ha, cho nên là thuốc nó nặng quá, cho nên là mình mà không cẩn thận á, mình không nhẹ tay thì nó rách là chuyện bình thường. Nó bị tưa đâu rồi, nó đã có trước rồi. Chứ không phải do mình là bị tác động đến mà làm hư của nó. Chị không tác động cho nó làm rách được. Mà tâm nó là muốn mình đền cái đó. Không hề muốn. Không hề muốn chị đền. Như là muốn chị phụ em thôi. Muốn chị phụ em một ít để em đi sửa cho nó đỡ bị ức chế. Tại vì em không phải là người trực tiếp làm rách nó ha. Trời ơi, tuổi đời của mình, kinh nghiệm của mình năm nay là 19 năm trong nghề rồi. Mình đâu phải để cho một cái đứa mà vỡ vẩn mà đi vô mà nói là muốn gì là muốn sao, được gì là được hay sao. Em muốn đền là đền sao. Vớ vẩn. Trời ơi, đâu ra đền. Tính mình rất thẳng nha. Nếu đúng là mình sai mình đền nha. Còn mình không sai đừng có hòng nha. Vậy là chị đang đúng đó. Cái cách nói chuyện của chị là người ta cũng hiểu à. Chị ơi, nói sao quá cho em cũng có nể. Nó phục mình. Không, chứ đừng lên mà nói chị đó. Muốn đưa mình lên mạng hả? Đưa mạng để rao rêu để cho mình làm ăn không được hả? Thì chị cũng sao? Đưa lên mạng đó thôi. Con người nó hơn nhau ở chữ tín. Thấy tay tôi rung không? Ừ. Khi mình nói chuyện ở trên mạng mà muốn chửi ai, cuộc đời này tôi không có muốn chửi ai hết. Nó là người thứ hai. Những người thứ nhất là ai được chị? Đó, thảm họa sắc đẹp nè mọi người. Khi mình nói chuyện ở trên mạng á, mày muốn chửi ai? Cuộc đời này tôi không có muốn chửi ai hết. Nó là người thứ hai. Con thảm họa của sắc đẹp. Tại sao chị lại nói như vậy chứ? Trong khi cái sắc đẹp, cho dù nó có thảm họa cỡ nào nó cũng đâu liên quan tới mấy thức đâu chị. Con này em cảm thấy buồn lắm thật sự. Không ai muốn mình xấu đâu chị. Vì khi cái lúc mà nghiệp tới mình trả không kịp á, thì mình phải chấp nhận thôi chị à. Nó nói mình làm sợ hư của nó. Cái đợt đầu á, nó nói là nó thiếu tiền. Mình nó thấy thương thì nói 500, mình bớt nó 450. Nó thiếu tiền. Ờ thôi kệ chị em mình tính toán gì đâu. Nhưng mà đằng sau nó đến nó nói, bây giờ tua của nó à, thế này thế nào. Là mình biết là trong lòng nó muốn mình đền, nhưng mà mình không đền. Tại vì nó phải nhớ, muốn đền á là phải đền sao có giá trị. Muốn bắt đền á là phải làm cho lớn chuyện. Còn này người ta kêu phụ chút xíu thôi mà. Trời ơi là trời. Nó xài lâu thì nó phải mục, nó phải hư. Nó phải có cái sự mà lâu ngày. Bây giờ các bạn mặc một bộ đồ đi, lâu ngày nó có bị tẻ không? Nếu không rách nó có bị tẻ không? Chứ còn nếu mà mình làm hư của nó là phải nguyên cái ba rê nha. Nguyên cái ba rê này nó phải tưa hết. Chứ không phải nói chỉ còn cái khúc này đâu. Nhưng nếu mà nó tưa hết cái ba rê là có chuyện á. Hai chị ha, cũng hên là nó tưa có nhiêu đó đó. Cái hôm đó vì mình nhìn thấy có sơi hơi thôi. Còn tay nghề của mình nha, và là tay nghề cao mới làm những cái đấy đó. Tại vì nó rất là khó chịu, không phải ai cũng đọc mở của nó đâu. Mà làm mà sai màu là nó bắt đền đó. Không phải chơi đâu, mày giỡn đâu. Chứ bây giờ em hỏi chị, tiền ai không làm cực khổ? Tiền ai mà không làm cực khổ? Tất nhiên là mình phải hài lòng.
mình trả tiền mình vui vẻ. Còn nếu mình bị một cái gì đó mình phải khiếu nại chứ chị, đúng không? Chứ đâu phải là làm, nó làm xong mình đưa tiền thì nó quá dễ dàng rồi. Chính nhờ những người khó chịu như vậy á, mình mới nâng cao cái tay nghề mình được. Ăn được đồng tiền của nó không phải đơn giản đâu. Rõ ràng. Thì mình nói câu này đúng không? Ăn được đồng tiền của nó không phải đơn giản đâu. Không phải mình em đâu, em nghĩ ai cũng vậy thôi. Ai chơi với nó là hiểu. Ai chơi với nó là hiểu. Còn tôi làm mồ hôi nước mắt. Tôi lấy giá bình dân. Quá tình cảm rồi. Mà hôm nay nó đua vợ chồng tôi lên mạng. Nó rao rêu thế này thế kia. Nó ý là sao? Nó có nổi tiếng à? Trời ơi, em chị ơi, đừng có nói chuyện nổi tiếng ở đây. Cái này là cái chuyện ăn vặt hàng ngày, không có nổi tiếng gì hết á. Bức xúc và nói chuyện với nhau không được á. Thì mình livestream mình hỏi ý kiến mọi người như thế nào thôi. Chứ đâu phải muốn nổi tiếng. Em đâu có muốn chà đạp chị hay gì đâu mà nổi tiếng chị. Lỗi chị nha, không có. Anh chị hỏi nhỏ nhẹ, nói chuyện bình thường thôi. Muốn ăn á, thì mài bằng hai bàn tay và khối óc mình mà ăn. Chửi á, cái miệng này chửi viết á, rồi vào tù, chửi tầm bậy tầm bẹ ta đưa vào tù. Không nói ràng vô cùng luôn á. Vì tức cái em Vivi nào đang nói, ai biết tiêu à? Cái con Linda ấy, nó mới đưa tao lên mạng gà, nó mới cho chị lên mạng nó chửi đấy. Không có chửi nha chị nha. Nó chửi là làm hư đầu của nó. Trời ơi. Rồi nó bắt mình đền, hôm nay vô bắt mình đền. Mình đâu có ngu. Bắt gì đền. Trời ơi. Nó là người hiểu chuyện nhất. Cái tóc của nó, cái miếng, cái tóc của nó hiểu chuyện nhất. Nó biết trước. Còn đứng đưa mình vào cuộc, đứng bắt mình đền. Một ngàn không có đâu. Mình nói thật. Trời ơi, nghĩ sao ạ? Em nghe chắc cũng khoảng hơn 10 lần á. Để em coi, em nghĩ của em coi chỗ này là... Để xe cho người ta giữ ngoài chỗ cửa. Mày cứng của chị em không quan tâm. Mất đó 24. Mày đưa lên mẹ. Mày đứng mượn gió bẻ mang. Mà mày cũng ngu lắm. Làm với người ta bao nhiêu năm tình nghĩa chị em. Tao biết trước là mày đến đó tao là đền. Đến tao. Tao đang làm đã mệt rồi. Càng ngày tao làm tao đã mệt lắm rồi. Mày còn há mồm này bắt tao đền. Em tao làm cái mặt cho. Em làm chi mệt hả? Em làm chi mệt hả chị? Kiếm tiền có cái nào sướng đâu. Nghĩ sao tôi đền? Tao đâu phải con nít. Tao đâu làm hư màu của mày, tóc mày đâu. Còn cái miếng vải trên đầu mày người ta may. Mày đi hỏi cái, mày hỏi khắp bên mấy cái người thợ mày người ta may cái da đầu đi. Con nào? Nó có vĩnh viễn được không? Phải mà mình còn không vĩnh viễn cái gì vĩnh viễn chứ. Ngu. Chị ngu khôn. Còn mở mồm lên. Ok chị khôn, em ngu. Mồm lên còn chửi người ta. Mày chửi ai chứ chửi tao hả? Chưa bao giờ chửi nha, chưa bao giờ chửi nha. Tao cũng có hơi mà chửi mày nhiều, nhưng mà tao phải nói một lần cho mày biết. Chứ mày đứng động một ai mày tưởng bắt nạt ai mày bắt nạt được. Cái này không có phải bắt nạt. Mày nhìn kỹ nha, tao không có thời gian tao nói nhiều đâu. Đồ con thèm hạ chắc đẹp. Đó, chị nói vậy em đau lắm luôn á chị ơi. Mỗi người mỗi số phận mà chị. Tại vì đêm nay tao không ngủ được. Tao bực bội trong người, tao không chửi. Em nghe nữa em đau. Còn nữa ngày mai tao đây. Em nghe nữa thì em sẽ đau nữa. Thôi em chỉ cho mọi người đối chiếu những lời chị nói với em vậy thôi. Chứ không phải là lên bắt nạt đả kích gì hết. Nói để mong chị hiểu. Chứ không phải nói để mít lòng để gây lộn. Em cũng không có rảnh mà em nói hoài đâu chị. Em chỉ nói cho chị hiểu thôi. Không hiểu thì thôi chứ dần sao. Không cùng chung quan điểm thì gần sao mình nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau được. Phải chi lúc đó mà chị ngồi chị nói với em bây giờ em ý em muốn như thế nào đa. Thì được thì chị phụ em. Chị thôi. Bye bye mọi người nha mọi người. Như đó thôi là em cũng cảm thấy là dễ chịu. Tại vì khi mà em buồn mà em không có nói ra được á, thì tâm lý của em nó nặng nề lắm. Ai mà không buồn, ai mà không bực, ai mà không kiếm tiền đúng không mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em. Em không phải là em nói em hay gì hay là thế nào đó. Nhưng mà trải qua nhiều rồi. Em không muốn sóng gió với ai cả. Mọi người có thấy em lên livestream em chửi ai không? Không hề. Cái gì em sẽ nói từ từ, em nói nhỏ nhẹ. Còn người ta muốn đúng thì người ta đúng. Vậy thôi. Bye bye mọi người. Tri ân cùng mọi người. Cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho em nha. Em là cô gái gì? Em cô gái có gương mặt gì? Thảm họa sắc đẹp. Câu này em sẽ nhớ đến cuối đời. Và nó cũng có xe chị cuối đời luôn đó. Thảm họa sắc đẹp. Nghe đau không? Đau chứ. Nhưng mà phải nhìn vào sự thật. Đúng là thảm họa thật. Thảm họa lắm đó chị. Bye bye mọi người. Chúc chị ngủ ngon. Chị đừng có tức nữa. Tức á mình không có làm gì nên trò hết á nha chị.
Dạ, em cảm ơn chị.